quý vị, hiện nay Long đang di chuyển từ ở vùng cam tiểu bang Cali về Las Vegas. Thì trên đường đi ở đây là một cái nơi gọi rằng là bãi sa mạc này, hoang vắng này, cây cối thì lên không nổi, đồi núi thì không có cây cối gì hết trơn. Mặc dù là trời vẫn nắng, ánh nắng mặt trời rất là nắng, nhưng mà thật sự ra mặt trời thấy rõ ràng luôn, nhưng mà khí hậu thì vẫn ôn hòa, vẫn mát mẻ, thậm chí vẫn se se lạnh. Hai bên đường cũng vậy, nhưng mà bây giờ Lâm chỉ quay chỉ có một bên thôi, những cái đồi núi chập trùng như vậy đó, hoang vắng như vậy đó. Nhưng mà cái khu vực này thì đa số là Lâm đi dài dài từ nãy giờ cũng cái theo cái đoạn đường của cái khu sa mạc này cũng gần cả tiếng đồng hồ rồi, nhưng mà không thấy nhà cửa gì hết, Kính thưa quý vị, hiện nay Nguyễn Đức Long đang đứng ở tại một cái vườn gọi là vườn hoa nghệ thuật đi. Tại vì ở đây là mình phải nói rằng là một cái vườn hoa nghệ thuật gồm phải có 7 màu, mà ở đây là nhiều cục đá trồng lên với nhau và trồng thành 7 trụ như thế này, mà người ta sơn lên, đá ta sơn là thành 7 màu. Thì bởi đây là mình cho đây là một vườn hoa nghệ thuật phối hợp giữa coi như là thiên nhiên và nhân tạo, trở thành một cái điểm nhấn rất là tuyệt vời đối với trên cái đại lộ từ ở Cali về coi như là Las Vegas. Thì ai đi qua đây thì buộc lòng người ta cũng phải ghé vào đây để chụp tấm hình làm kỷ niệm. Dù là người Mỹ hay là người nào trên thế giới này mà đến nước Mỹ công tác hay là du lịch đi chăng nữa, thì đi có dịp đi ngang qua đây cũng về đây ghé đây và chụp lại tấm hình, quay lại một hai cái như là thước phim để cái như làm kỷ niệm cho đời mình. Vì nơi này mà theo Long nghĩ rằng đó là một cái điểm nhấn rất là tuyệt vời, tại vì ở đây là một cái vùng đất hoang vu sa mạc mênh mông như thế này, nhưng mà lại có bàn tay của một người nghệ sĩ ở thụy sĩ, người ta họ lấy ý tưởng và họ đã làm được cái điều này, họ xây dựng 7 cái trụ đá này và sơn 7 màu như thế này. Long phải nói rằng là ở nơi đây, thưa thật quý vị rằng là cái vùng đất này thì đến cây cối mọc cũng không nổi, và gió thì gió cũng rất là mạnh, rất là lớn, nhưng mà vẫn tồn tại nha, 7 cây trụ đá này vẫn tồn tại theo năm tháng, theo thời gian. Đó là một điều hết sức là huyền bí, mà ở đây Long cho rằng là người nghệ sĩ này đưa ra cái ý tưởng này, đẻ ra cái ý tưởng này đúng là người nghệ sĩ phải nói tài hoa. Hình ra là bây giờ quý vị dòm xa xa có những cái dãy núi bao bọc, mà dãy núi ở đây là hoàn toàn là đá đất chứ không có một cái cây gì mọc trên đó nổi. Còn ở dưới triền, dưới thung lũng này thì có cây, nhưng mà cây ở đây là cây nhỏ, mặc dù rằng là cây này không biết cây gì, nhưng mà nó vẫn sống nha quý vị. Nắng nóng như thế này vẫn sống, tại vì là vẫn trổ hoa rất là đẹp, một màu hoa màu vàng. Thì ở đây quý vị, nếu như ai mà chưa đi du lịch Mỹ thì hay là chưa đi công tác Mỹ thì cũng cố gắng dàn xếp thời gian để mình có một chuyến đi du lịch Mỹ, để chúng ta có thể là có dịp đi ngang qua đây và làm một mô hình để làm kỷ niệm nha quý vị. Quý vị nhớ nha, đây là đá 7 màu và 7 cục đá, 7 trụ đá, thật sự là tuyệt vời. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Kính thưa quý vị, đó quý vị thấy này, như cái cây cột này, Long ra để điển hình cái cột này ở dưới này, từ một cục đá này lên hai này, dưới là màu đỏ, trên màu hồng, lên màu xanh biển, rồi lên màu xanh lá cây, lên màu vàng, và lên trên là màu gọi là màu cam. Đó, một cái trụ như vậy với là 6 cục đá như thế này mà chồng chất nhau, không có một cái miếng vữa nào, một cái sự gì mà kết dính cả, nhưng mà vẫn đứng sừng sững ở nơi này rất là nhiều năm qua. Theo như Long được tìm hiểu được biết thì hình như rằng là những cái tác phẩm này người ta xây vào năm 2006 hay là 16 gì đó. Long xin lỗi quý vị nha. Còn giống như ở đây thì một cục đá, đâu quý vị, màu bạc,
rất là nhỏ, trồng lên một cục đá màu đen, lên trên nó màu đỏ cam, ba cục. Nhưng mà quý vị thấy hoàn toàn ở đây này, không có một cái gì gọi là dính với nhau cả. Và đồng thời nữa là người ta vẫn để cái đáy nó nguyên vẹn giống cục đá, chứ không có hề mà làm cho nó bằng phẳng đi nha. Công nhận phải nó tuyệt vời, vô cùng tuyệt vời. Đó, đây cục này, trời ơi quý vị ơi, quá tuyệt vời quý vị, vô cùng tuyệt vời luôn quý vị, tuyệt vời đây. Đó, quá tuyệt vời luôn. Chà, xin mời quý vị, hình như là tất cả những vị khách từ những người ở Mỹ cũng người ta cũng phải ghé vào đây, và tất cả những người ở trên thế giới họ về đến nước Mỹ để mà tham quan du lịch hay hoặc đi kiếm công tác ở đó, họ có điều kiện họ ghé đây, họ đi ngang qua đây thì đều họ phải cũng đều ghé đây. À, rất là tuyệt vời nha, vô cùng tuyệt vời luôn. Đây là món ăn ở Mỹ đó quý vị. Đây là cá hồi nè, đây là khoai tây, còn cái này là bắp. Đó, bắp này là dưa leo gì đó. Sao thầy ăn cái này thấy ngon không thầy? Rất là ngon. Rất ngon hả? Có hợp khẩu vị không? Rất hợp. Vậy à? Mình sang Mỹ mình phải tôn trọng văn hóa Mỹ, và mình thấy phong cảnh của Mỹ với con người của Mỹ mình thấy cũng rất là hòa đồng, cho nên là khi mình đưa các cái gọi ẩm thực của Mỹ thì mình cũng hòa đồng luôn, cho nên là ăn rất là ngon và thấy thú vị, quá là tuyệt vời. Thầy có thể tự giới thiệu tên của thầy và công tác ở cơ quan nào? Mình tên là Trần Thế Sơn, nguyên là đạo diễn Đài Truyền hình Việt Nam. Trước thì làm phim tài liệu, sau là làm phim truyện, sau đó là phụ trách ca nhạc, ca múa nhạc. Đây, thầy cũng ăn như thế, cũng giống như Long vậy thôi. Nhưng mà có cái cô này thì cô ăn cái món hơi khác chút. Bò bít tết hả? Vâng. Bò tết nhưng mà chín. Vâng, chứ không có phải là sống nha. Chín kỹ nha. Đấy, chín kỹ. Còn Long thì ăn cái này, nhưng mà thật sự thưa với cả nhà mình rằng là Long ăn cái này nó không quen, nhưng mà phải ráng ăn thôi. Chứ còn không ăn thì đói. Long thì chỉ có là ăn chắc mặt bền là chỉ có cơm, cơm, cá, thịt thôi. Qua đây phải chấp nhận. Đây là món tráng miệng của Long nè. Đó, có nước nè, nước súp dây này, Coca Cola, rồi nói chung là Pepsi, nhiều loại để mà tráng miệng. Đây, không dám ăn nhiều, bao nhiêu là đủ rồi, bụng không còn chỗ chứa nữa quý vị.